Chị Ti vô tắm giò sen nè con. Đứng lên tắm giò sen. Đứng lên Ti Ti. Nè. Giò sen nè, đó. Bắt lấy nước. Quay mặt ra đây để kiếm view con. Trời ơi. Kiếm view con ơi. Con diễn xuất hay, người ta coi clip nhiều nữa. Người ta coi nhiều, mình có tiền mua đồ ăn cho con ăn á. Diễn cho nó đẹp, nó sạch sẽ. Diễn sâu quá, dơ rồi, dơ. Diễn sâu dơ quá. Đứng lên. Đứng lên Titi, stand up. Thôi. Mở nước mạnh hơn à. Cho lủng bụng luôn. Cho bể phổi luôn. Dạ, mở nước mạnh hết cỡ rồi mà nó cũng không xi nhê. Đứng lên nè, à. Stand up. Stand up, Ti Ti, stand up. Stand up con. Đứng lên không? À. Đúng rồi. Nè. Nè. Stand up. Diễn hay hay lên con. Stand up. Nè, gọi cái đầu nè, gọi đầu nè, đứng lên nè. À, đúng rồi đó. Đứng lên đó, đó diễn như vậy. Diễn sâu sắc như vậy. Đó. Đó. Đó, nghịch nước. Chịu view chưa? Chịu view chưa Ti Ti? Diễn sao sao đặc biệt hơn xíu thôi. Ui mẹ, nó biết diễn quá ha. Nó lại cắn tôi chứ. Diễn sâu ghê luôn. Cắn đổ máu là chịu view hả? Thôi ở nhà đi. Bữa nay không có đủ đồ ăn cho Ti Ti rồi. Bây giờ phải đi qua mấy chỗ đi te chích điện tôm tép mà bị chết á. Mua 60.000 tôm về cho Ti Ti nó ăn. Dạ, mỗi ngày tiêu chuẩn nó 1.500 ăn 120.000. Dạ. Em thì ăn chay. Nhường cái công đức ăn mặn lại cho con Ti Ti. Đúng vai trò của nó luôn. Nhà nó giờ bây giờ có mình nó với mấy con chó ăn mặn chứ đâu ai dám ăn mặn đâu. Không đủ phước để ăn. Phước nhường cho nó luôn đó. Nghiệp của con đáy cá là như vậy nha quý vị. Đáy cá thì nó phải ăn cá, ăn tôm, ăn tép. Ăn những cái con vật trong cái môi trường của nó. Nó đang làm vai trò cân bằng cái môi trường này. Mình ăn đồ ăn của nó, sau này mình sẽ làm cái con vật giống nó thôi. Nên từ bỏ. Em không dám ăn đồ ăn của đáy cá. Em sợ đồ ăn của đáy cá lắm mà. Diễn sâu đi con ơi, diễn sâu. Vô action, action. Đây là môi trường hoang dã. Cái sân vườn này là thiết kế phù hợp để bảo tồn rái cá luôn nha quý vị. Chuẩn nha. Đó. Đó. Vườn rộng luôn, bao sân. Ai mà biến cái cá hoang dã làm thú cưng thì coi cái này làm bài học. Mà thức tỉnh đừng có biến nó làm thú cưng. Bây giờ em đi nghỉ ngơi. Không được đi theo tiên cá nữa. Go home. Đi vào động của con đi. Dạ, nó muốn đi theo em. Nó nói là ba, ba, ba. Ăn, ăn. Còn cái gì nữa ăn, ăn thịt tôi không? Ăn không? Không còn đồ ăn. Trời ơi con à, không còn đồ ăn. Phải đi kiếm ăn cho con nè. Mày ăn rồi mày chững mở, mày vui quá. Bệnh luôn đó con thấy không? Tây Un còn không có ăn nữa mà. View đâu mà ăn. Ai thèm coi đâu trời. Coi chơi game không à. Giờ có con rái cá muốn bảo vệ cũng không được. Đồ ăn đâu cho nó ăn đây. Chó nữa.
Cuộc sống bế tắc quá rồi anh em ơi. Thời này không có trẻ em nào học làm tiên cá được luôn nữa chứ. Hồ bơi không còn chỗ cho trẻ em luôn rồi. Nghiệp quá là nghiệp.